Và Phong Linh rất vui khi được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Mua gì ở đâu phát sóng trên kênh HTV7. Như thường lệ, chương trình phát sóng vào sáng thứ sáu sẽ gửi đến quý vị rất nhiều thông tin thú vị xoay quanh các hoạt động du lịch giải trí. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, văn hóa truyền thống của dân tộc luôn được xem là kho báu cần được giữ gìn và phát huy qua các thế hệ. Hiểu được điều đó, trong thời gian gần đây đã có rất nhiều cá nhân, tổ chức mạnh dạn khai thác các yếu tố văn hóa dân gian vào những tác phẩm nghệ thuật và nhận được sự ủng hộ của công chúng. Xin mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận của Mua gì ở đâu. Tranh hàng trống, tranh đồng hồ, nhân vật văn học, các trò chơi dân gian và thành ngữ, tục ngữ Việt Nam. Đây là các chất liệu văn hóa dân gian đã được ca sĩ Hoàng Thùy Linh cùng ekip lồng ghép vào câu chuyện âm nhạc thông qua một loạt MV. Trong khi đó, với dòng sách pop-up, nhóm Paper Art Việt đã thổi một làn gió mới khi đưa vào cuốn sách của mình các tác phẩm đại diện và khắc họa rõ nét nhất cho dòng tranh đồng hồ như gà hoa hồng, đám cưới chuột, múa rồng. Ngoài ra, bộ thiệp vừa ra mắt cũng được lấy cảm hứng từ những nét văn hóa của dân tộc, từ trống đồng, áo dài cho đến nhà sàn Tây Nguyên hay múa rối nước. Các bạn tiếp cận đến những cái sản phẩm về văn hóa dân gian ngày ngày càng hạn chế, thì cái đó là cũng thôi thúc mình để tạo ra cái sản phẩm mà nó mang được cái một cái hơi thở của cái thời đại, và nó cũng mang được một cái luồng của một cái văn hóa mà nó đã xưa cũ rồi, thì đó mình thổi một cái hồn mới vào cái tác phẩm. Không chỉ là nhìn ngắm, rất nhiều người từ trẻ em cho đến người lớn còn muốn tham gia vào quá trình làm nên những bức tranh đồng hồ. Đó là một trong những hoạt động của Ingo. Đây là dự án xã hội giúp thế hệ trẻ khám phá di sản văn hóa Việt Nam thông qua các buổi trò chuyện, workshop. Những cái này thực ra là có thể được thiết kế lại và mình có thể đóng gói nó để mà mang nó ra khỏi cái làng và có thể tiếp cận đến công chúng ở các thành phố khác nhiều hơn, và đặc biệt là trẻ em. Hiện nay, xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế cũng được xem là một cơ hội để phát huy các giá trị truyền thống. Tuy vẫn còn thách thức lớn trong việc giữ gìn bản sắc, nhưng những nỗ lực sáng tạo không ngừng nghỉ từ các cá nhân, tổ chức hứa hẹn sẽ góp phần giúp gìn giữ và phát huy vẻ đẹp của những nét văn hóa trong truyền thống dân tộc. Trong những ngày này, Thế vận hội mùa hè Olympic 2020 đã bắt đầu diễn ra tại Tokyo, Nhật Bản. Để chào mừng sự kiện thể thao lớn nhất thế giới này, nghệ nhân tạo hình bằng vỏ trứng Nguyễn Thành Tâm đã tiếp tục sáng tạo nên bộ sản phẩm lưu niệm linh vật Olympic 2020 bằng vỏ trứng. Linh vật của Thế vận hội năm nay là hai nhân vật được xây dựng theo phong cách hoạt hình và truyện tranh của Nhật Bản, bao gồm Miratowa mắt xanh và Someti mắt đỏ, đại diện cho Paralympic. Bằng sự khéo léo của mình, ông Tâm đã biến vỏ trứng gà và trứng cút thành những chi tiết nhiều màu sắc kết hợp lại, thể hiện hình ảnh sống động của hai linh vật trên. Qua đó, đây cũng là dịp để ông gửi gắm thông điệp về tình yêu thể thao của mình. Dù rằng cái giải Olympic Tokyo của năm nay 2021 nó rơi trong cái thời kỳ dịch Covid-19, nhưng mà ban tổ chức cũng cố gắng là tổ chức cái giải đó để nói lên một cái tinh thần mạnh mẽ trong việc thi đua đoàn kết của tất cả dân tộc thế giới. Ngoài vấn đề mà về sự kiện thể dục thể thao thì nó có nói lên một cái tinh thần chiến đấu để chống dịch nữa. Trước đó, ông Nguyễn Thành Tâm đã bắt đầu chế tác các linh vật đại diện cho Thế vận hội mùa hè từ năm 2008 đến nay qua các kỳ Olympic Bắc Kinh 2008, Olympic London 2012 và Olympic Rio de Janeiro 2016. Ông cũng từng đạt kỷ lục Việt Nam là người tạo hình bằng vỏ trứng nhiều nhất. Tiếp tục chương trình, Mùa gì ở đâu sẽ đưa quý khán giả về Hoàng Su Phi ở Hà Giang để chiêm ngưỡng cảnh sắc đầy ấn tượng của những thửa ruộng bậc thang. Khác với Mù Cang Chải hay Y Tý, ruộng bậc thang ở Hoàng Su Phi dường như có độ cao hơn, dốc hơn và chênh vênh hơn hẳn. Chính vì điều này làm cho cảnh sắc nơi đây càng thêm hùng vĩ.
Nếu vào mùa lúa chín, hoàng su phì sẽ khoác lên mình vẻ lộng lẫy của sắc vàng, thì tới mùa nước đổ như hiện nay lại là sự xen lẫn giữa màu xanh non của lúa. Với ánh nước lóng lánh từ hàng trăm bậc thang trải dài miên man từ đỉnh xuống đến chân núi, tận hưởng khung cảnh ruộng bậc thang vào sáng sớm, hòa bình vào núi non cây cỏ, len lỏi trong đó là làn mây trắng cùng với ánh mây nhẹ nhẹ của buổi bình minh, thấp thoáng hình ảnh mái nhà ở xa xa. Đây chính là trải nghiệm mà du khách không nên bỏ qua khi đến Hoàng Su Phi. Tại đây, quý khán giả cũng sẽ dễ dàng bắt gặp hình ảnh bà con người dân tộc Mông, Dao, Nùng với váy áo sặc sỡ đang lao động trên những cánh đồng. Nếu từng một lần đến với Hà Giang, sẽ không khó để chúng ta có thể tìm hiểu được vì sao mảnh đất miền Tây của Hà Giang lại là nguồn cảm hứng sáng tác của nhiều ống kính nhiếp ảnh, là điểm dừng chân khám phá của rất nhiều du khách yêu thiên nhiên và có đam mê khám phá trải nghiệm. Rời Hà Giang, mời quý khán giả về tỉnh Ninh Bình và ghé thăm một khu du lịch sinh thái nổi tiếng không thua kém Tràng An, Bái Đính. Đó là đầm Phân Long. Nét đẹp hoang sơ hiện hữu rất rõ tại đây và thu hút khách du lịch đến để chiêm ngưỡng hệ sinh thái thiên nhiên đa dạng. Trong đó, nổi bật nhất là cuộc dạo chơi trên chiếc thuyền nan mộc mạc giữa bốn bề cỏ cây và núi đá. Trong không gian tĩnh mịch, tiếng mái chèo khô nhẹ xen lẫn cả tiếng chim hót và âm thanh rẽ nước băng qua những đám rồng rêu. Đến với Vân Long, du khách sẽ nhìn thấy được một vịnh không song với mặt nước phẳng, hiện rõ hình ảnh của rồng rêu ở bên dưới. Những bãi sậy đầm đen, rộng lớn tạo cho khung cảnh nơi đây thêm phần hoang sơ và kỳ bí. Đầm Vân Long là khu bảo tồn thiên nhiên ngập nước lớn nhất vùng đồng bằng Bắc Bộ, với diện tích gần 3.500 ha, cùng sự tồn tại của nhiều loài động thực vật quý hiếm. Đặc biệt khi hoàng hôn buông xuống, hình ảnh của từng đàn chim bay về tổ sẽ tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Đầm Vân Long hấp dẫn du khách bởi vẻ đẹp tự nhiên, vắng vẻ và tĩnh lặng. Sau những ngày dài làm việc, đây chính là lựa chọn cho những ai muốn hòa mình vào khung cảnh thiên nhiên yên bình. Hoạt động du lịch tại nhiều quốc gia trên thế giới vẫn chưa thể khai thác trở lại, nhưng quý khán giả của Mua Gì Ở Đâu cũng đừng quên ghi chú lại những điểm đến nổi tiếng mà Mua Gì Ở Đâu giới thiệu ngay sau đây. Trong đó, không chỉ sở hữu đường bờ biển cùng thiên nhiên tuyệt đẹp, đảo Fraser tại Úc còn thu hút du khách đến khám phá những con tàu đắm dạt bờ nằm rải rác xung quanh hòn đảo. Nằm trong vườn quốc gia The Great Sandy, nơi đây là địa điểm yêu thích của những tín đồ mê lái xe địa hình và những ai thích khám phá nét đẹp hoang sơ của thiên nhiên. Hòn đảo sở hữu hệ sinh thái đa dạng với nhiều loài động vật hoang dã không bị tác động nhiều bởi con người. Nhưng nét độc đáo nhất khiến Fraser trở nên đặc biệt chính là những xác tàu đắm trôi dạt vào. Theo ước tính, có khoảng 23 xác tàu nằm rải rác trên hòn đảo. Trong đó, nổi tiếng nhất chính là SS Mahino, một con tàu hơi nước được đóng vào năm 1905 và bị phá hủy bởi một trận lốc xoáy vào khoảng những năm 1930. Thông thường, quý khán giả có thể ghé thăm đảo Fraser khi tham gia tour Brisbane Úc với giá khoảng 60 triệu đồng. Trong khi đó, quần đảo Langkawi được tạo thành từ 99 hòn đảo ở bờ biển phía tây Malaysia cũng thu hút rất nhiều du khách nhờ được bao quanh bởi vùng biển màu ngọc lam và sở hữu những ngọn đồi phủ rừng rậm với phong cảnh tuyệt đẹp. Thời tiết tại Langkawi luôn ổn định. Đây là một trong những điểm thuận lợi giúp nơi đây trở thành địa điểm du lịch nghỉ dưỡng lý tưởng, đặc biệt là vào mùa hè oi bức. Quần đảo sở hữu các bãi biển đẹp, rộng và hoang sơ với lớp cát trắng mịn. Tại Langkawi cũng có đầy đủ các dịch vụ, địa điểm vui chơi phù hợp với người yêu thích sự tiện nghi hiện đại như nhà hàng và khu mua sắm sầm uất. Còn với du khách có đam mê phiêu lưu, khám phá thiên nhiên hoang dã thì các sở thú, thủy cung và vườn quốc gia sẽ là địa điểm phù hợp với hoạt động như chèo thuyền xuyên rừng hay trekking. Vé máy bay từ Việt Nam đến Langkawi, Malaysia có giá khoảng từ 3,5 triệu đồng và sẽ dao động theo mùa. Theo chương trình với chủ đề du lịch giải trí hôm nay, Mua Gì Ở Đâu sẽ đưa quý vị đến với đất nước Nhật Bản. Và trong hành trình đặc biệt này thì xin mời quý vị cùng tìm hiểu về nét văn hóa rất độc đáo trong nền ẩm thực của người dân xứ sở Hoa Anh Đào. Nhìn con sò điệp Nhật to như thế này, có thấy kích thích không nào? Mang nó đi làm sushi sò điệp cay Osaka là hết bài đấy. Cắt nhỏ còi sò điệp và thanh cua, sau đó ướp với sốt Osaka có vị cay cay đậm đà.
dàn một lớp cơm mỏng trên lá rong biển. Sau đó cho sò điệp, thanh cua vào giữa cuộn chặt tay. Chi nhỏ cuốn sushi cho vừa một lần ăn. Tiếp tục cho tất cả sò điệp và thanh cua khi nãy lên trên cuốn sushi. Trời ơi, mới tới đây thôi mà đã thấy món sushi này sẽ ngập tràn hương vị biển cả rồi đó. Cho tất cả các cuộn sushi vào lò nướng và đợi một tí. Cuốn sushi sò điệp sốt cay Osaka sẽ nhanh chóng được dọn lên bàn ngay thôi. Hương thơm của rong biển, sò điệp đang thoang thoảng trong bếp rồi đây. Một lần ăn là phải ăn trọn một cuốn sushi để tất cả hương vị hòa quyện một lần. Sò điệp thơm ngọt, vị cơm chua nhẹ cùng lá rong biển dai dai. Chưa kể đến vị cay nồng nhưng đầy kích thích của nước sốt cay. Wow! Udon được làm từ bột lúa mì, sợi to và dày nhất trong các loại mì phổ biến ở Nhật. Với udon, người Nhật đã cho ra đời rất nhiều cách biến tấu trong chế biến. Ngay sau đây, đầu bếp của chương trình sẽ gửi tặng đến bạn món udon áp chảo cá hồi lồi cuốn vô cùng. Lần lượt cắt ớt chuông, bí ngòi, hành tây thành miếng vừa ăn như thế này. Chế vào chảo lượng dầu vừa phải, rồi cho tiếp mì udon, dàn đều sao cho mì phủ một lớp vừa đủ kín trên mặt chảo. Nén chặt để sợi mì kết dính lại với nhau, trở qua trở lại để có được miếng mì vàng đều hai mặt đẹp mắt như vậy nha. Tương tự, nhanh tay áp chảo phần cá hồi phi lê đến khi cá được áo bởi một lớp vàng nâu hấp dẫn. Tiếp theo, cho các loại rau củ vào xào, đảo nhanh tay để không bị chín quá, rồi chế thêm sốt teriyaki, nấu cho sốt sánh sệt lại là hoàn tất. Khéo léo sắp cá hồi áp chảo cùng rau củ xào lên trên bề mặt udon. Điểm thêm chút rau mầm tươi xanh là có thể thưởng thức được rồi. Wow, mì bên ngoài giòn tan, bên trong lại mềm dai lạ kỳ. Cá hồi béo ngậy kết hợp với các loại rau củ giòn sật, mang chút dư vị ngon ngọt từ sốt teriyaki thì đúng là không gì tuyệt vời hơn nữa. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay. Quý vị có thể theo dõi thêm chương trình Mua gì ở đâu của chúng tôi thông qua kênh Facebook và YouTube. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo cũng trên kênh HTV7.